Hello, kính thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng ta nghe xong câu chuyện của một thanh niên gọi đến cho cô Hằng nói về những cái hoạt động, những cái sự kiện có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên ở Mỹ trong cái buổi livestream tối qua đó cả nhà, thì nhiều người lại cho rằng trong cái buổi nói chuyện của cậu thanh niên đó thì có nhiều điểm nó không có đồng nhất, không có đồng nhất ở trong lời nói của anh ta. Chẳng hạn như chúng ta từng biết chị Lộc á, là mẹ của em Cường mà cái nạn nhân đã bị mất do ông Võ Hoàng Yên trị bệnh đó, thì cái chị đó nói giọng miền Nam, thì tại sao cái thanh niên tối qua đó tự cho là con của chị Lộc nhưng mà lại nói giọng miền Bắc hay là giọng người Huế gì đó, đúng không? Ngộ vậy, không lẽ trong khi thêm cái nữa là trước đây chị Lộc từng nói là sanh hai đứa nhỏ đó và qua Mỹ hồi lúc còn còn nhỏ đó, mà tại sao cái giọng miền Bắc, cái giọng Huế của anh này lại rất là rõ, có những cái tiếng địa phương luôn, trong khi nếu mà qua bển cái thời gian lâu như vậy thì có thể là nói chuyện nó cứng cứng, hoặc có thể là ít nhất là những cái từ địa phương người ta không có nói nhiều, đúng không nha? Thế cho nên mới đây á, trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng á cũng đã đăng một cái status truyền tải cái thông điệp của cô Hằng á, ghi rằng chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, thứ tư vào lúc 18:30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021, chị Lộc mẹ của em Cường sẽ gọi điện trực tiếp nói về cái chết của em Cường. Còn em Tony hôm qua đưa thông tin mọi người cũng đã nghe rõ, tôi đã dẫn lời. Có một điều khác biệt cần phải kiểm tra là em ấy nói tên khác, hình xác nhận khác, chết ở tiểu bang khác và cái sự việc nó đều khác. Có thể em ấy đã nói một cái sự việc khác, vì theo tôi giọng nói của chị Lộc là tiếng miền Nam, còn em ấy thì nói tiếng Huế. Đúng rồi nè cả nhà. Tất cả những gì em ấy nói và cuối cùng cũng chỉ cầu mong không ai bị mắc lừa nữa và chỉ cần một lời xin lỗi, chỉ có thế thôi, không cần yêu cầu gì cả. Quý vị hãy tỉnh táo mà nhận định sự việc. Cho dù ai đó có gài bẫy, có đánh lừa thì câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên vẫn là một tên lừa bịp, không phải một người chết mà có rất nhiều người chết, thì có gì là oan sai? Tôi chỉ dẫn lời và chính quý vị đã nghe, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, nên có chăng đây là một tình tiết thêm hoặc bớt, không có nghĩa gì. Nếu quý vị nào thương mến tôi, hãy cứ yên tâm và bình tĩnh, vì không phải lời nói từ tôi vu khống hay đặt chuyện. Tôi đã lưu tất cả tin nhắn của em Tony, và hôm qua em ấy đã phát biểu trước công chúng, cho nên chúng ta đừng nâng quan điểm, vì hiện nay có một số tụi phản động đã tham gia công kích vào câu chuyện này, cho nên quý vị hãy bình tĩnh lắng nghe và cảm nhận. Dù đúng sai thì em Cường cũng bị tên lang băm Võ Hoàng Yên làm chết, đó là sự thật. Và đã có nhiều người trong nước Việt Nam chết, đó cũng là sự thật. Và ông ấy là tên lừa gạt suốt 14 năm, đó cũng là sự thật. Gạt tiền, gạt niềm tin, gạt thời gian và cơ hội chữa bệnh của những người bệnh tật, và lừa tất cả từ người giàu đến kẻ nghèo, lừa tất cả chúng ta bằng nhiều thủ đoạn và hành vi khác nhau. Cho nên sự thật là sự thật, không thể nào đưa bất cứ tình tiết nào để thay đổi sự thật. Nếu đây là một âm mưu thì chúng ta lại càng thấy rõ cái khốn nạn đẳng cấp của một tập đoàn này. Muốn đánh cháo khái niệm ư? Không phải dễ. Kính thưa quý vị đừng lo lắng cho tôi, bởi tôi là một người lương thiện. Tôi biết kiểm soát cuộc chiến này và luôn cảnh giác tụi phản động, cho nên đừng hòng gài bẫy tôi. Đây là một tội ác thật sự mà chúng ta phải tranh đấu đến cùng để chứng minh cho quý vị thấy. Phải là một người đủ tâm, đủ tầm, đủ sức chịu đựng thì mới có thể lật đổ được tập đoàn lừa đảo này, phải không quý vị? Nguyễn Phương Hằng. Đấy. Và sau khi nghe xong cái status này á thì nó cũng đã giải quyết một số thắc mắc của nhiều người rồi, đúng không cả nhà? Mà đặc biệt nhất á là mọi người đều bị sợ cô Nguyễn Phương Hằng á bị một ai đó gài bẫy để có thể là gây bất lợi gì đó cho cô trong cái cuộc chiến pháp lý này. Tuy nhiên sau cái status này thì mọi người cũng cũng đã phần nào nhẹ nhõm rồi ha. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn thấy gút mắt ở chỗ á, là cái thanh niên tối qua
nói rằng ông Võ Hoàng Yên bị cảnh sát còng tay và đưa ra máy bay rồi trục xuất về nước trên một máy bay riêng gì đó mà không có bị xử lý, đúng không? Bởi vì ai cũng biết á, thực sự thì cái hệ thống pháp luật của Mỹ nó đã hình thành rất lâu đời và nó rất là chặt chẽ đấy. Vậy mà một người được cho là phạm tội chết người mà lại được thả về như vậy thì nó hơi bị bất hợp lý, đúng không cả nhà? Không lẽ cái chuyện đơn giản vậy mà nó thả dễ dàng như sao, đúng không? Và mới đây á, trên Facebook thì có một cái bài viết của một anh này, cái tên nước ngoài, có thể là những người ở Mỹ chẳng hạn, thì anh đã viết như sau: xin chào mọi người, tôi hiểu nhiều người Việt Nam hỏi tại sao phạm tội ở Mỹ mà Võ Hoàng Yên về Việt Nam lại không bị bắt. Tôi sẽ giải thích cho nhiều người chia sẻ và hiểu hơn. Theo pháp luật á, một á, là Võ Hoàng Yên tội làm chết người ở Mỹ thì chỉ nước Mỹ mới xử lý tội được của Võ Hoàng Yên. Nếu người dân Việt Nam ở Mỹ kéo nhóm và thêm mấy người có tiếng nói ở cộng đồng Việt Nam tại Mỹ mà đến chỗ Võ Hoàng Yên bị police Mỹ bắt để biểu tình và dùng những từ ngữ là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, thì họ sẽ đứng ra bảo lãnh cho Võ Hoàng Yên để Võ Hoàng Yên về Việt Nam cho bên phía hình sự Việt Nam xử lý. Thật ra thì chắc chắn có do tiểu bang bắt Võ Hoàng Yên ở Mỹ không thích dính đến người Việt Nam cho nên họ chấp nhận và giao hồ sơ, cộng với lại là tên giết người Võ Hoàng Yên về Việt Nam để Việt Nam xử lý. Thứ hai là Việt Nam không ký hiệp định tư pháp với Mỹ. Do Việt Nam không ký hiệp định tư pháp với Mỹ cho nên hồ sơ mà tên Võ Hoàng Yên được bên an ninh Việt Nam cầm thì đứng về luật pháp Việt Nam lại không xử lý được tên Võ Hoàng Yên vì không phải phạm tội giết người ở đất nước Việt Nam cho nên không xử lý. Cái chỗ này hơi lấn cấn nha cả nhà, nhưng mà mình đọc hết luôn ha. Nhưng cái yếu tố là bên an ninh luôn phải theo dõi từng bước đi của tên Võ Hoàng Yên thì hồ sơ nhận ở Mỹ ghi rõ là Võ Hoàng Yên phạm tội chết người, giết người ở Mỹ. Chắc do phong bì của tên Yên và bạn bè của nhóm nó khủng cho nên về Việt Nam là sự thật im lặng. Cái này thì hơi có vấn đề, nhưng mà đọc luôn. Tôi viết để các bạn hiểu hơn, cho nên đừng hỏi tại sao phạm tội ở Mỹ mà Mỹ không xử lý, về Việt Nam cũng không bị xử lý. Bên Mỹ họ ngại chạm đến người châu Á. Nếu tổ chức nào đứng ra bảo lãnh cho tên tội phạm ở Mỹ mà mang gốc châu Á lại không có hiệp định tư pháp thì nói thật họ cũng không thích dính vào và cho về nước để nhà chức trách Việt Nam tự xử lý. Còn hồ sơ họ lưu mãi mãi là cấm cửa không cho phép đặt chân đến nước Mỹ với những tên tội phạm đã được xử lý và làm hồ sơ gửi cho bên an ninh Việt Nam. Tại một lý do gì đó cho nên Võ Hoàng Yên về Việt Nam lại được im lặng, không làm không là báo an ninh sẽ đăng ngay. Cái này thì tùy người đọc suy nghĩ. Nhưng mà Võ Hoàng Yên sau khi trị bệnh chết người bên đó vẫn hình như vẫn qua Mỹ thôi cả nhà, đúng không? Vẫn còn đi qua đi lại nhiều mà. Võ Hoàng Yên đi, nói chung là đi Mỹ, đi Anh, đi Úc gì như đi chợ thôi mà. Nói chung đây là cũng có thể là một quan điểm cá nhân của anh này thôi. Anh này có cái nick Facebook tên là Henry Jim Luck. Bởi vì thực sự á, chúng ta nhớ lại khoảng năm 2016 hay sao, 15, 16 gì đó, thì cái câu chuyện của diễn viên hài Minh Béo đó cả nhà nhớ không? Anh này cũng bị bắt ở Mỹ vì cái tội tấn công tình dục hay gì đó, thì sau đó cũng phải thụ án ở tù ở Mỹ rồi xong mới được thả về, chứ đâu phải là như cái diễn giải của anh này. Thì mà cái câu chuyện của những diễn viên hài Minh Béo thì lúc đó cũng rần rộ luôn cả nhà, chứ đâu có im lặng đâu. Những người ở Mỹ rồi những người ở Việt Nam thì cũng xôn xao, lúc đó báo chí cũng đăng rất là nhiều, tốn không ít giấy mực luôn á. Rồi cũng có bảo lãnh luôn, có nhiều người bảo lãnh, có tiền bạc, có tiền, rồi có nhân sự đầy đủ hết, nhưng mà vẫn phải thụ án xong rồi mới được trao trả. Mà nghe đâu mới đây anh này lại dính vô cái vụ gì nữa đó, hình như ngựa quen đường cũ hay sao đó. Nhưng mà quay lại trở lại với cái vụ của Võ Hoàng Yên á, thì cả nhà thấy á, cái vấn đề mà nói rằng bị bắt rồi bị còng tay ra sân bay rồi thả về thì nó cũng hơi có vấn đề gì đó. Mong rằng
sau khi cái buổi live stream sắp tới của bà Nguyễn Phương Hằng với lại chị Lộc thì chúng ta hiểu rõ hơn về cái chuyện này hả cả nhà. Và cũng có thể đây là một cái vấn đề khác chứ không có liên quan gì bên gia đình của chị Lộc. Nhưng mà nghe tối qua thanh niên đó nói là tới mười mấy người chết thì nghe thực sự là cũng lạnh người đó cả nhà. Ở một cái đất nước văn minh mà nhiều nạn nhân tử vong như vậy mà lại im lặng thôi thì thực sự là quá bất ngờ đó chứ. Cũng cũng ghê ha. Chuyện này cũng không không đơn giản chút nào. Nhưng mà nói là một chuyện, còn thực hư như thế nào thì chúng ta còn phải điều tra lại, tại vì một mạng người chứ đâu phải đơn giản đâu, mà tại sao lại ém nhẹm được. Cái chuyện này cần phải xác minh lại chứ cũng không có nên là tin tưởng ngay được cả nhà. Bởi vì một cái lời nói thì đơn giản, anh kêu người nào ra đó đứng rồi vu khống người ta đại cũng đâu được, cũng đâu có biết trước được ha. Rồi thôi, xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.